Dạ vâng, và kính thưa quý vị, một thông tin tiếp theo Lê Thái đưa đến quý vị là một cái thông tin về vấn đề mà sex hay là vấn đề quan hệ tình dục của nam nữ. Thì tại sao mà khi mà tất cả cả các bác sĩ hay là nhà khoa học người ta thường hay nói là sau khi mà người lớn chúng ta đó, mà khi mà chúng ta quan hệ tình dục xong thì bắt buộc là chúng ta nên đi đi tiểu, hay là chúng ta nên đi tiểu sau đó thì nó sẽ rất là tốt cho cái hệ mà hệ bài tiết của chúng ta, cũng như là cho sức khỏe tình dục cũng như sức khỏe cơ thể. Thì ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị là cái lý do tại sao mà tất cả các nhà khoa học người ta đưa đến cái lý do này. Kính thưa quý vị, đi tiểu mà sau khi quan hệ tình dục á, nó có thể giúp chúng ta đẩy ra những cái vi khuẩn ra khỏi niệu đạo và làm giảm cái nguy cơ bị nhiễm trùng đường tiểu, nhất là ở người phụ nữ. Và nhiễm trùng đường tiết niệu có nó liên quan đến vấn đề quan hệ tình dục, và người có những cái người mà quan hệ tình dục càng nhiều thì càng có khả năng cao bị nhiễm trùng đường tiểu, thưa quý vị. Và một trong những cái nguyên nhân chính gây ra nhiễm trùng đường tiểu sau khi quan hệ tình dục đó là khi mà quan hệ bị gây áp lực lên niệu đạo, thì nó sẽ gây ra một cái loại là gọi là kích ứng lên niệu đạo, hoặc là nó đẩy vi khuẩn xâm nhập vào các vùng đó và nó gây kích ứng các mô niệu đạo, dễ dẫn tới nhiễm trùng. Và cái nhiễm trùng đường tiểu này nó thường xảy ra sau khi mà những cái người mà nam nữ thường ân ái sau sau khi ân ái, thưa quý vị. Và vì cái niệu đạo nó nằm ngay trên cái phần của người người phụ nữ đó, thưa quý vị, cho nên là nó rất là dễ bị nhiễm trùng cho người phụ nữ. Tuy nhiên thì một số bằng chứng người ta cho thấy rằng là giao hợp qua đường hậu môn cũng có liên quan đến việc mà tăng nguy cơ bị nhiễm trùng đường tiểu. Và một số nghiên cứu về việc đi vệ sinh sau quan hệ tình dục đều cho thấy rằng đi tiểu mà trong 15 phút mà sau khi quan hệ, nó sẽ giúp cho chúng ta làm giảm cái nguy cơ bị nhiễm trùng đường tiểu nhờ đẩy những cái vi khuẩn ra khỏi cái niệu đạo của chúng ta. Và khi đó thì nó tuy là cái vấn đề này nó không đồng nhất hoàn toàn, thưa quý vị, nhưng mà cái việc mà đi tiểu sau khi quan hệ tình dục chắc chắn là nó sẽ không gây hại cho đường tiết niệu. Và do cấu trúc giải phẫu giữa nam và nữ nó khác nhau, cái niệu đạo của dương vật nơi nam giới đi tiểu cũng là nơi cái ống xuất tinh, thành ra cái việc mà xuất tinh cũng có thể đẩy trôi vi khuẩn ra ngoài, nên trường hợp mà nam giới bị nhiễm trùng đường tiết niệu sau khi quan hệ tình dục là tương đối hiếm. Nhưng mà đối với người phụ nữ thì lại cái khả năng mà bị nhiễm trùng đường tiết niệu rất là lớn, nếu như người phụ nữ mà không có chịu mà đi gọi là đi tiểu sâu trong khoảng thời gian từ 15 phút mà sau khi quan hệ. Đây là một cái thông tin là Lê Thái cũng thấy là nó rất là có ý nghĩa, và nó cũng bổ ích cho cuộc sống mà quan hệ, cũng như là cuộc sống trong vấn đề chăn gối vợ chồng cũng như là yêu đương này nọ. Thì Lê Thái cũng muốn gửi đến quý vị trong cái bản tin này. Đôi lúc có những cái bản tin mà nó liên quan đến cái vấn đề tình dục hay là sex này, là không biết là chị Nghi Huyền, đối với chị Nghi Huyền thì ngồi kế em là một người co-host á, thì khi mà em đọc những bản tin đó chị có ngại không? Không. Chị ok, vì tin nó là bản tin phẩm thưa quý vị, chứ mình không có take nó so personal. Dạ, thì coi như thì chỉ là một cái bản tin đưa ra để mà thôi, để cho quý vị biết, và trong đó mình cũng biết để mình coi như cẩn thận hơn trong những vấn đề đó. Và Lê Thái thiết nghĩ rằng là tại vì trong các quá trình mà đưa news này nọ thì cũng sợ một số cái hình ảnh hay là những cái thông tin nó thiếu nhạy, nó bị nhạy cảm quá, thì sẽ làm cho một số khán giả người ta sống hơi khó khăn á, hơi bị hà khắc chút xíu, hơi tính hơi khó chút xíu thì cảm giác rất khó chịu. Mà quý vị có thông cảm cho Nhi Huyền và Lê Thái, đôi lúc đó có những cái thông tin nó liên quan đến vấn đề mà sức khỏe thì chúng tôi vẫn đưa đến quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng Cuối Tuần.